Xin chào các bạn. Giang hôm nay rất vui được gặp lại các bạn và muốn giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm rất tiện lợi cho mọi người. Đó là chai xịt thơm miệng Rister của nhãn hàng Amway. Thì nghe tên ta đã biết công dụng chính của nó là xịt thơm miệng rồi đúng không ạ? Thì ngoài làm cho hơi thở chúng ta thơm mát ra thì nó có tác dụng đó là sát khuẩn và đẩy lùi các vi khuẩn ở trong khoang miệng và những khoang họng của chúng ta. Bây giờ Giang sẽ làm một cái ví dụ minh họa nha. Ở đây Giang có một cây bút bi, Giang sẽ viết lên tay của mình. Rồi, mọi người thấy không ạ? Đây tương tự như các vi khuẩn ở trong khoang miệng và khoang họng của chúng ta nha. Giang sẽ lấy cái nước xịt thơm miệng Rister này, Giang xịt vào. Thì cách sử dụng của mọi người đó dựng thẳng cái chai xịt miệng này và ta xịt thẳng vào nha. Đây, Giang sẽ xịt này. Mọi người thấy ngay không ạ? Vừa xịt cái là cái vết bút bi nó đã bay màu, nó bắt đầu tan đi rồi đúng không ạ? Được. Thì cái công dụng của cái Rister này sẽ là sát khuẩn, đẩy lùi các vi khuẩn và các vi khuẩn ở trong khoang miệng của mình. Và một cái công dụng nữa đó là khi các bạn bị các vết thương hở ấy, thì các bạn có thể sử dụng chai xịt thơm miệng Rister này xịt vào các vết thương đó để chúng ta bị tránh nhiễm trùng, tránh nhiễm khuẩn, đó, vết thương sẽ an toàn hơn. Và Giang rất hay sử dụng và cái Rister này trong một số trường hợp, đó là những lúc mình mệt mỏi, cảm giác đầu óc nó không được minh mẫn, hoặc là lúc mình bị cảm giác say xe đấy, thì Giang sẽ sử dụng cái chai xịt miệng Rister này để giúp đầu óc mình được thoải mái hơn, đỡ bị say xe hơn. Và đặc biệt trong mùa Covid này thì cái chai xịt thơm miệng Rister này nó rất là hiệu quả, chúng ta làm sạch khoang miệng và khoang họng nó tốt hơn rất là nhiều. Điều Giang thích ở cái Rister, chai nước xịt thơm miệng Rister này, đó là nó rất là tiện dụng, có thể bỏ túi, bỏ ví hoặc là bỏ túi sách hay cốp xe rất là nhẹ nhàng, bỏ túi quần cũng được. Khi chúng ta cần thiết thì chúng ta chỉ mở nắp ra, chúng ta xịt vào miệng thôi. Đó. Rất là tiện lợi mà ai cũng có thể sử dụng được, đặc biệt là những ai hay đi tiếp xúc khách hàng, hay đi giao tiếp thì cái này rất là tiện lợi. Mỗi lần trước khi ta tiếp xúc khách hàng, ta xịt một cái vào miệng thì cái hơi thở của mình nó sẽ thơm mát hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều. Được. Và với một chai xịt miệng Rister này thì các bạn có thể xịt được 250 lần, tiện lợi cho tất cả mọi người. Và hôm nay Giang rất vui được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm này tiện lợi cho đặc biệt là cho các anh nam giới hay đi tiếp xúc khách hàng nhiều hay giao tiếp nhiều. Rất vui hôm nay được gặp lại mọi người ở cái sản phẩm này và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các lần sau với các sản phẩm tuyệt vời khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn.